quy tinh thần vì nhân dân phục vụ, hơn 3 tháng qua, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh Công an Bạc Liêu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, nỗ lực quyết tâm thực hiện có hiệu quả đợt thi đua 90 ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân, bảo đảm công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiện lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân. Đó là nội dung chính sẽ được phát sóng trong chuyên mục An ninh Bạc Liêu kỳ 30 năm 2022. Chuyên mục sẽ được phát sóng vào lúc 7 giờ và phát lại vào lúc 17 giờ 55 phút thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2022. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chuyên mục An ninh Bạc Liêu tại địa chỉ trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bạc Liêu, website công an.bacliêu.gov.vn, youtube.com/bacliêutv, facebook.com/truyền hình Bạc Liêu. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi.